thầy trò huấn luyện viên Philippe Chiruzier bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách. Đây cũng là buổi tập có tính chất rất quan trọng về chuyên môn của đội để chuẩn bị về nhân sự trận đấu với đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới. Theo đánh giá của FIFA, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia là một trong năm cặp đấu quan trọng nhất vòng loại 2 World Cup 2026. Khu vực châu Á, trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 3 điểm, hơn Indonesia 2 điểm. Vì vậy mà hai trận đấu sắp tới sẽ quyết định lớn đến khả năng giành vị trí nhì bảng của hai đội để giành vé vào vòng loại 3 World Cup 2026. Ngoài cặp đấu Việt Nam Indonesia, bốn cặp còn lại được FIFA đánh giá quan trọng là Qatar gặp Kuwait ở bảng A, Nhật Bản gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở bảng B, Hàn Quốc gặp Thái Lan ở bảng C và Ả Rập Saudi gặp Tajikistan ở bảng G. Tối ngày 19 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới. Sau chuyến bay từ Hà Nội và dành trọn buổi chiều để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, các cầu thủ tỏ ra rất hứng khởi khi được hít thở lại bầu không khí sân cỏ quen thuộc. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta cũng khá là dễ chịu, dao động từ 27 đến 29 độ C, khá thuận lợi cho việc tập luyện và thi đấu. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Chiruzier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc, tuy nhiên cường độ vận động được đẩy lên cao hơn nhằm giải phóng sức y cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất, không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Theo kế hoạch, tối ngày mai đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, theo thông báo từ AFC, để bảo dưỡng mặt cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên mặt sân này. Thực tế thì qua quan sát có thể thấy mặt sân cỏ thi đấu Bung Karno đã không kịp phục hồi sau sự kiện âm nhạc được tổ chức cách đây 1 tháng. Do không có buổi tập làm quen trên sân, nên ngày mai thầy trò huấn luyện viên Philippe Chiruzier sẽ có buổi tham quan sân vận động Gelora Bung Karno nhằm giúp cho các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu, sau đó là sẽ tập trên sân tập mà hôm nay đội đã tập luyện. Trước đó lúc 11 giờ, lãnh đạo đội Đoàn Anh Tuấn và trợ lý huấn luyện viên Ngô Tuấn Vinh sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chiruzier và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận vào lúc 12 giờ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.